Rạng sáng ngày 12 tháng 7, chuyến xe từ tỉnh Lâm Đồng chở gần 20 tấn rau củ quả tươi đã tập kết ở Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để xuống hàng phân phối về các quận gồm quận Bình Tân, quận Gò Vấp, quận 8, quận 12 và bệnh viện 175. Trên xe là những túi rau củ quả được gói ghém cẩn thận như khoai, bắp cải, cà tím, bí ngô, chuối, v.v. Bà Đinh Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 20 tấn rau củ quả này được bà con ở hai xã Gia Lâm và Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng gửi tặng. Số rau củ quả này sẽ được chuyển ngay đến các bếp ăn tình thương, người dân trong các khu cách ly phong tỏa ở các đơn vị trên. Riêng ở quận Bình Tân tiếp nhận 5 tấn và phân phối ngay đến tất cả các phường để kịp thời đưa vào các bếp ăn, chuyển đến bà con ngay khi rau củ còn tươi ngon. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là tấm lòng của bà con nhà vườn, của cán bộ công chức, hội phụ nữ, đoàn thanh niên xã vận động gửi vào cho bà con thành phố Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn, nhất là trong thời gian giãn cách. Bà Trần Thị Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân và bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mê Linh cũng bày tỏ, trước giờ thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều cho địa phương. Nay thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn thì chúng tôi không thể đứng nhìn được. Bà Trần Thị Khánh Hòa hy vọng thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất.